Là các bạn nhìn này, hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với bài số 1 của cái chương trình CorelDRAW. Thì đây là một trong những cái phần mềm mà nó rất là mạnh về mặt kích thước. Ví dụ sau này mà các bạn thiết kế một cái bộ nhận diện thương hiệu cho một cái công ty nào đó, thì ngoài những cái banner, poster, standee, thì những cái bảng biển, hệ thống mà lớn, backdrop thì bạn phải thiết kế bằng Corel. Và nếu mà bạn muốn chạy nhanh chương trình mà dàn một lúc trong tất cả phiên bản thì bạn cũng nên dùng Corel thì nó sẽ nhanh hơn. Đây là một trong những phiên bản người ta dành cho việc cắt CNC, cắt đề can chữ thì phải dùng cái này nhá. Nên là nó rất quan trọng, nên là chắc chắn chúng ta phải biết. Bởi vì nếu mà em không biết thì em đến công ty em sẽ vất vả. Tất nhiên em làm được việc nhưng em vất vả hơn người khác thôi. Ok, vậy thì cái công việc đầu tiên của chúng ta đó là chọn vào file và chọn vào container, chính là tạo hồ giấy. Các bạn nhìn đi cách tạo hồ giấy trong Corel. Thu chịu khó đợt này làm bài gửi cho anh xem nhá. Ok nhỉ, đổ bộ nhá, đoạn này đổ bộ chết ngợp trong đống bài là cô phải chết đấy. Ok, chọn vào đây, nhìn chưa? Và sau khi chọn xong thì ở đây nó sẽ có một cái cho chúng ta lựa chọn. Thì cái name đầu tiên là các bạn phải đặt cho tôi là tên, ví dụ tên sản phẩm. Ok. Phần thứ hai ở đây nó sẽ đưa cho chúng ta một cái kích thước cho chúng ta lựa chọn. Thì ở đây nó sẽ có những cơ chế như sau, ví dụ như mặc định là CorelDRAW Default. Phần thứ hai là CMYK, Web, RGB, rồi đây là những cái thuộc tính mà chúng ta có thể chọn được. Nhưng mặc định của nó thì mình cứ để nguyên, nhớ không ạ? Bởi vì bây giờ khi mà bắt đầu sinh ra những hệ thống về truyền thông trên mạng và truyền thông trên cả giấy tờ thì người ta sẽ dùng hai kênh màu, đó là CMYK và RGB thôi. Các bạn thấy không ạ? Có nghĩa là đây là những cái phiên bản bắt đầu nó cải thiện về tính năng của Corel. Corel hồi xưa không có nhiều như này đâu. Bây giờ nó cải thiện hơn để cho các bạn có thể sử dụng trên nhiều trường hợp. Có thể là sau này em có thể thiết kế Corel up lên Facebook vẫn được, nó vẫn đẹp như bình thường. Vấn đề là tư duy về màu sắc của em có tốt không thôi. Nhớ nhá. Rồi tiếp theo, phần size của chúng ta ở đây, sổ xuống thì ở đây nó có khổ giấy A4 nhá, size này. Đấy, các bạn có thể chọn khổ giấy A4 ví dụ như này nhá. Chọn khổ giấy A4. Và sau khi chọn khổ giấy A4 xong thì nó sẽ có độ chiều đồng ngang là 210mm và chiều cao là 297mm. Thì bạn có thể quy định nó có thể là cm được. Cm thì nó là một chiều 21 và một chiều là 29.7. Và các bạn cũng nhớ một điều rằng là trong quy trình về thiết kế thì chúng ta chỉ cần quan trọng 3 loại kích thước. Kích thước thứ nhất là cm, kích thước thứ hai là mm và kích thước thứ ba là pixel. Thế thôi, mình chỉ còn quan tâm ba cái thứ này thôi. Và tất nhiên là trong quá trình về khi thiết kế những cái backdrop cho sân khấu thì tôi sẽ quan tâm nhiều nhất đó là cm. Tôi sẽ chọn cm, nhìn chưa? Trong cái kích thước của khổ giấy của cái thằng Corel, nó cũng có tính năng là tạo ra cái page, có nghĩa là nó tạo ra nhiều trang cùng một lúc được. Đây thì bạn có thể chọn nhiều trang bằng cách tích lên, còn bớt thì bạn sẽ ấn nút xuống dưới như này, thấy chưa? Và trong chương trình này thì tôi sẽ để một cái giá trị, đó là một cái thôi, một đối tượng khổ giấy thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển xuống, thì ở đây nó có một cái chế độ màu cho các bạn, thì bạn có thể chọn vào chế độ CMYK hoặc RGB thôi nhé. CMYK là dành cho in ấn thì em sẽ chọn cái này, in bản, in viết các thứ thì mình dùng cái này. Còn RGB là những chế độ mà bạn up qua mạng thì bạn sẽ dùng cái này, được không ạ? Đấy, thì bạn nên chọn cho tôi một cái giá trị. Thì mặc định vốn dĩ bình thường in ấn bao giờ nó cũng sẽ chọn là CMYK, là xanh đỏ vàng đen. Và nó cũng mặc định cho chúng ta là cái độ phân giải resolution của chúng ta là 300 luôn, là phù hợp với in ấn nhá. 300 là phù hợp với in ấn. Rồi, xong chưa? Và sau khi đã làm xong thì ở đây nó cũng có rất nhiều cơ chế cho các bạn. 300, 200, 150, 100, 96, 72, nhìn đúng không ạ? Nhưng tôi sẽ chọn 300 bởi vì tôi xác định cái này làm cho in ấn, nên tôi sẽ chọn như này. Và công việc cuối cùng là chúng ta sẽ ấn vào phần OK, chính là phần tạo khổ giấy. Đấy, thì trong phần tạo khổ giấy này mọi người còn khúc mắc gì không ạ? Có khúc mắc gì về cái khổ giấy nào không ạ? OK, vậy thì chúng ta sẽ ấn vào tạo khổ giấy. Thì trong cái phần khi mà tạo khổ giấy ở đây, nó sẽ có một khổ giấy ở chính giữa cho các bạn. Và bây giờ chúng ta phải làm nào để chúng ta quản lý được nó, thì các bạn nhìn này, bên tay trái của chúng ta nó sẽ có một giá trị như sau, đó là những cái công cụ mà chúng ta sẽ dùng vẽ và thiết kế. Bên tay phải là hệ thống màu,
bên trên là các thuộc tính của những cái công cụ của chúng ta để chúng ta làm thiết kế thôi, nhìn đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ học về cách quản lý. Nào các bạn nhìn đi, cách quản lý khổ giấy như sau. Nó khác với Photoshop và Inkscape nhá. Nào. Đúng rồi, giống Word rồi. Ok, chúng ta sẽ đi từ bắt đầu từ giá trị đó là F2. F1 là giá trị hỏi đáp. F2 là phóng to tạm thời. F1 là hỏi đáp. Nha, ví dụ bạn chọn vào Google Help này. Nhìn chưa? Ở đây nó sẽ có một cái window. Đấy. Thì F1 nó sẽ nằm ở giá trị như vậy. Phần thứ hai, F2 phóng to tạm thời. F3 là thu nhỏ. F4 là phóng to. F5 là biểu tượng những cái đường line, là những cái đường mà chúng ta có thể vẽ ra ví dụ giống như pen ấy các bạn. F6 là hình tròn. Hình tròn và ellipse. À, F6 là hình vuông, quên mất. F6 là hình vuông. F7 là hình tròn. F8 là chữ. F9 là full màn hình. F10 là chỉnh sửa. F11 là gradient. F12 là nét của đối tượng. Được chưa? Nào các bạn nhìn này, vậy thì để muốn nói được cái điều đấy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cách như sau, là tôi sẽ ấn vào F3 là thu nhỏ, nhìn thu nhỏ chưa? F4 là phóng to chưa? Nhá. F2 phóng to tạm thời, tôi quét qua vị trí này thì các bạn có thấy nó to anh em ạ? F2 phóng to. Có nhìn không ạ? F3 thu nhỏ. Được chưa? Vậy trong trường này tôi vẽ một cái hình cho bạn nhá, nhìn này. Chúng ta sẽ dùng một cái hình đó là F6 là một hình chữ nhật, tôi vẽ một cái hình là bình thường như này. Và trong quá trình khi vẽ xong thì bây giờ tôi muốn phóng to nó. Có nghĩa là phóng to đấy, thì tôi sẽ ấn F2 là phóng to tạm thời. Tại sao nói là phóng to tạm thời? Bởi vì tôi đang dùng cái công cụ đó là hình vuông với chữ nhật. Các bạn nhìn tôi đang dùng hình vuông chữ nhật đúng không ạ? Tôi ấn F2 thì có phải là trở thành cái nhúp ạ? Và khi tôi quét qua như này thì nó lại trở về cái công cụ tôi đang dùng. Người ta gọi là phóng to tạm thời đấy. Hiểu cái này chưa đấy? F3 là thu nhỏ. F4 là phóng to. Nhìn không? F3 thu nhỏ này. F4 phóng to. Mọi người thử cái đấy chưa? F3 thu nhỏ, F4 phóng to. Xong chưa? Rồi, ok. Vậy thì trong quy trình như này thì bạn có một cái giá trị nữa là để muốn thực hiện cái biểu tượng chúng ta thoát khỏi cái lệnh mà ví dụ tôi đang dùng hình vuông này này. Các bạn nhìn hình vuông chưa? Chúng ta muốn thoát khỏi cái lệnh hình vuông này mà trở về công cụ phím V một cách nhanh nhất thì chúng ta gõ phím cách. Ok, gõ phím cách để trở về phím V để có thể dịch chuyển và di chuyển đối tượng được. Vào đi. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được tất cả đấy, bây giờ tôi lại chia sẻ cho bạn tiếp theo một cái kinh nghiệm nữa, đó là làm thế nào để chúng ta có thể dịch chuyển cái màn hình này sang trái và sang phải. Thì ở đây người ta sẽ có những cái lệnh như sau, đó bạn ấn vào phím H. Phím H là hình bàn tay đấy, bạn có thể dịch chuyển sang trái sang phải. Phím H nhé, là dịch chuyển bàn tay sang trái sang phải cho các bạn. Rồi, xong chưa? Nào, tiếp theo. À, vậy thì ngoài cái phím đấy thì chúng ta sẽ có cái phím gì? Thì các bạn có nhìn thấy cái chuột chúng ta có một cái con 5 không ạ? Chúng ta tích thẳng vào con 5 đấy và chúng ta dịch chuyển được. Nhìn này, tích thẳng con 5 đấy. Tích thẳng vào con 5 thì có phải nó là hình bàn tay không ạ? Được, mà tiện hơn không ạ? Thì không cần phải ấn H nữa, bạn buông con 5 ra thì nó lại trở thành đối tượng thường. Hiểu cái này chưa đã? Ok nhá, tích thẳng vào con 5 để xuất hiện bàn tay để dịch chuyển cái khung hình chúng ta sang trái, sang phải, lên trên và xuống dưới. Có nhìn thấy là không ạ? Tôi dịch chuyển cả khung hình đấy nhá. Rồi, ok. Nào, nói lại nào. F2 phóng to tạm thời. Có thể nhìn được một góc này bằng cách nào quét qua một góc này. F3 thu nhỏ. F4 đầy cái màn hình của chúng ta, những cái gì chúng ta thiết kế thì nó sẽ làm bằng F4 đây. Được chưa? Rồi,
bây giờ chúng ta sẽ có một cái trò như sau là cái thằng Corel nó có đặc biệt là không phải bạn cứ quét qua nhà là chọn được nó đâu, mà phải quét qua hết nó thì mới chọn được nó. Nó không giống như là Inuit. Inuit có phải em chỉ cần chạm vào nó là được không ạ? Ok, em ghi đi. Cách quét đối với Corel. Cách quét chọn đối với đối tượng trên Corel thì chúng ta phải quét qua toàn bộ hình thể của đối tượng đó thì chúng ta mới chọn được nó. Đấy là khác biệt nha. Nên là khi bạn dùng từ Inuit chuyển sang Corel thì đôi lúc nó cũng hay bị nhầm một tí. Nhưng nếu mà chúng ta dùng nhiều thì chúng ta vẫn nhớ như bình thường. Hiểu cái này không đã? Ok. Thu nhỏ lại cái, được chưa? Giữ phím này, nhìn này, thu nhỏ thì làm này đúng không? Ấn vào con lăn chuột đẩy sang phải, thấy dễ dàng hơn chưa? Con lăn chuột nhá. Rồi. Bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn chiêu thức đầu tiên, đó là cách đổ màu. Các bạn ghi đi, cách đổ màu trong Corel. Để muốn đổ được màu trong Corel thì ở đây nó có hai giá trị. Giá trị thứ nhất là bạn đổ màu cho đối tượng, và giá trị thứ hai là đổ màu nét của đối tượng. Đồng ý không ạ? Thì bạn nhìn là ở đây trên con chuột chúng ta chia là hai loại, chuột trái và chuột phải. Chuột trái sẽ tương ứng với giá trị là đổ màu cho đối tượng, và chuột phải tương ứng với giá trị là đổ nét cho đối tượng. Ok, các bạn ghi đi. Rồi chúng ta sẽ nhìn lên màn hình luôn cụ thể. Chuột trái là đổ màu và chuột phải là đổ màu nét cho đối tượng. Và các bạn cũng phải lưu ý rằng là cái thằng Corel này khi mà chúng ta xuất đuôi ra thì nó có thể xuất thành đuôi AI và chúng ta có thể mang sang AI được. Và nó nhận trực tiếp từ file AI chuyển sang thì nó làm, nhưng mà mỗi tội là ông Inuit lại không nhận đuôi của Corel chuyển sang đâu nhá. Corel thì chấp nhận cho đuôi Inuit chuyển sang trực tiếp được, nhưng riêng ông Inuit lại không nhận đuôi Corel nữa. Nên các bạn phải lưu ý cái việc này một tí nhá. Nào sau tiếp nhá. Nào, muốn đổ màu này, chúng ta đổ màu bằng cách tích vào đây. Em nhìn thấy tích vào đây nó đổ màu chưa? Đây là chuột trái này, tôi đổ màu bất cứ cái nào này, nhìn thấy không ạ? Thấy đổ màu được dễ dàng không ạ? Ok, em muốn rộng màu ra thì em có nhìn cái mũi tên chỗ này không ạ? Chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ rộng tầm này ra, và đây là những cái màu của chúng ta đang lựa chọn. Có hiểu cái này không ạ? Ok. Tiếp theo. Tôi muốn đổ cái màu nét, bây giờ tôi sẽ ấn vào F4 cho các bạn dễ nhìn, đây là nét màu đen đúng không ạ? Tôi chuột phải này, đấy nha, chuột trái thì đổ màu, chuột trái, chuột phải thì lại đổ nét. Đấy, đổ nét thì ấn vào màu thì có phải là đổ được cái nét của cái đối tượng không ạ? Hiểu cái này chưa? Nó sinh ra chuột trái là đổ màu cho đối tượng và chuột phải là đổ nét cho đối tượng. Còn có vấn đề gì này cái này không ạ? Vậy thì bây giờ người ta sinh ra một cái việc như sau là anh ơi, em muốn rằng là em muốn mất màu đối tượng được không? Thì em có nhìn thấy mất màu nó sẽ bị được gạch chéo như vậy không ạ? Các bạn nhìn này, để làm mất màu cho đối tượng chúng ta tích vào biểu tượng gạch chéo. Nhưng nếu mà chúng ta tích chuột bên tay trái thì có nghĩa là mất màu đối tượng. Nhìn thấy mất màu đối tượng chưa? Ok, nhìn này, đây là màu đang là màu ghi đúng không ạ? Tôi muốn mất màu thì có phải tôi tích vào đây không ạ? Chuột trái là tác động vào màu đối tượng, còn chuột phải là tác động vào nét của đối tượng. Được chưa? Vậy tôi tích vào đây thì có phải mất màu không ạ? Bây giờ tôi lại muốn mất nét của đối tượng thì có phải là ấn vào chuột phải không ạ? Đúng chưa? Ok, ghi kỹ cái đấy thì chúng ta thực hành cái nhá. Để tí nữa thực hành nào, xong chưa? Cái thằng Corel này có một đặc biệt là khi bạn làm thiết kế thì bạn chắc chắn là bạn phải học ngay kích thước từ đầu, chứ không phải là học chán chê để biết kích thước. Xong chưa? Rồi, thì trong Corel nó có cái gì đổ màu, phải đi đổ màu này chán nhỉ? Bởi vì sao? Nó có màu sẵn, nó có màu này thôi, nó có gì hay đúng không ạ? Ok, thì các bạn nhìn này, cách đổ màu khác biệt so với các chương trình khác như sau. Các bạn ghi đi, cách đổ màu khác biệt nhá. Sự khác biệt trong đổ màu của chương trình Corel. Nào, tôi đẩy cái này lên tí cho các bạn dễ nhìn hơn. Được chưa? Nhìn chọn nó này, chuẩn chưa? Muốn chọn được nó thì quét qua nhà không chọn được đâu nhá. Nhìn chưa? Phải quét qua toàn bộ. Ok, hoặc là tích chọn vào đó thì mới là chọn. Đấy, nhìn này, em muốn rằng em muốn đổ bất cứ một màu nào trong cái phần thiết kế màu này thì em nhớ nha, chúng ta tích và giữ chuột một lúc, tích và giữ chuột một lúc thì nó rất hay, nó ra một cái bảng cho em chọn nữa. Đấy, nó hay ở chỗ là nó chia ra các tông màu và chuyển độ cho em sẵn rồi, để em chọn thì không bao giờ trượt màu được. Đấy, nó hơn so với nút đúng không ạ? Đấy, đây là sự hơn đấy.
Nào, để muốn chọn được cái màu mình mong muốn thì tích và giữ nguyên cái chuột đến một lúc thì nó sẽ xuất hiện ra cái bảng màu này cho các em. Ok, và lúc em được quyền chọn màu này đúng không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, tích và giữ chuột. Đấy, tông xanh. Tích và giữ chuột. Ok, tích và giữ chuột. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, tiếp theo, sự khác biệt thứ hai, trong Corel nó có tính năng cộng màu. Em biết trộn màu không? Ví dụ tôi đang màu đỏ, tôi muốn là pha thêm ít màu vàng mà thì nó lại pha được. Còn Ominous thì không pha được. Thế được chưa? Các bạn ghi đi, trộn màu như sau. Cách trộn màu trong Corel đó. Nhìn này, để muốn trộn màu, chúng ta giữ phím Ctrl. Giữ phím Ctrl nhá. Bước 1 này, chọn vào hình. Bước 2, giữ phím Ctrl. Bước 3, tích đúp vào cái màu mà mình cần trộn màu thì tự khắc nó sẽ cộng thêm màu vàng cho chúng ta. Có nghĩa là em thấy không? Đây là màu đỏ đúng không? Chúng ta muốn cộng thêm tí màu vàng vào thì giữ Ctrl, tích vào đây, nháy mấy lần nhá. Ok, nháy mấy lần. Ok, cộng. Nhìn thấy cộng chưa? Đấy, nó cộng được màu. Tại này là kinh khủng hơn là nó cộng được màu, còn Illust không cộng được màu. Đấy, em biết không? Pha như là họa sĩ đấy. Ok, em muốn cộng màu xanh, giữ Ctrl, tích vào đây, tích nháy đúp màu xanh, mất cộng màu xanh luôn. Đấy, nó ăn nhau thế này. Và thiết kế, em yên tâm là thiết kế rất nhanh. Cái này nó vô địch mặt kích thước mà. Nên là chính vì vậy mà các tất cả thao tác mà xử lý trên Corel ấy, nó cực kỳ trôi chảy luôn. Nó không bao giờ phải quay quay đâu em ạ. Làm những cái kích thước vài mét mà nó còn không quay thì không chỉ là một cái bé bé tí xíu. Nhưng tất nhiên hiệu ứng nó sẽ không bao giờ bằng một số thứ được. Hiểu cái này không ạ? Hiểu cách màu này chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta muốn đổ màu, chúng ta ấn vào F. Đây ạ, tôi sẽ ấn vào biểu tượng như sau. Đó là công cụ đợi tí, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng màu F10. Đây ạ, chúng ta sẽ ấn F11. Nhìn F11 chưa? Muốn chọn màu theo ý định và theo giải chuyển màu thì chúng ta sẽ ấn vào F11. Trong phần F11 này chúng ta sẽ có các loại hệ thống cho các bạn lựa chọn. Thứ nhất, bạn chọn vào màu. Nhìn đúng không ạ? Nhìn ra. Đây, chưa nói gradient nhá. Chúng ta chọn vào màu này. Thì trong phần này các bạn có thấy rằng là nó chọn như bình thường không ạ? Đây, tôi chọn đỏ này. Tôi chọn tông xanh này. Tôi chọn vào tông tím này. Tôi chọn tông vàng này. Nó đầy đủ tính chất để cho em chọn lựa. Theo cái ý đồ của bạn thì bạn ấn F11 để bạn có thể chọn theo cái màu ý định của các bạn. Hiểu phần này chưa đã? Rồi, xong. Tiếp theo. Vậy hiểu về cách đổ màu đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Đó là chúng ta học về cách copy. Các bạn ghi đi, cách copy. Để muốn copy được một đối tượng trong Corel Draw thì chúng ta sẽ có những cái cách như sau. Đó là Ctrl C và Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V thì các bạn biết là chúng ta sẽ có được cái cách copy được hai cái hình rồi đúng không ạ? Cách copy thứ hai của đối tượng trong Corel nó sẽ là như nào? Chúng ta sẽ chọn đối tượng đó, nhìn này, nhắc Ctrl C và Ctrl V, em nhìn lên chỗ này copy chưa? Đổ màu nào. Thì có phải kéo như này thì có phải làm ra đúng hình không ạ? Nhìn chưa? Rồi. Tiếp theo, cách copy trong cổ Corel thì chúng ta sẽ cầm đối tượng đó, giữ nguyên bên tay trái chuột trái, di chuyển đối tượng sang phải một tí. Di chuyển sang phải nhá. Di chuyển sang phải có nghĩa là mình đang kéo đối tượng sang phải. Và đồng thời sang phải thì em ấn vào chuột phải một cái. Chừng nào xuất hiện dấu cộng có nghĩa là đã copy. Nhìn không ạ? Thử nhá. Nhìn này, cầm này, kéo sang trái, giữ nguyên chuột trái nhá. Nhìn này, giữ nguyên chuột trái để kéo sang trái hoặc kéo sang phải. Sau đó thì nháy thêm chuột phải vào để xuất hiện dấu cộng. Thì có nghĩa là chúng ta đã copy được cái hình đấy. Ok, vậy thì cũng tương tự như vậy thì trong cái quy trình về cái công cụ phím V này nó cũng có một tính năng rất hay cho các bạn. Đó là gì? Tính năng chúng ta khi tích vào, các bạn có nhìn thấy đầu điểm chốt không? Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tôi cầm cái kéo nhảy thì tôi sẽ là thu kéo chiều cao. Cầm này kéo xuống, đẩy lên trên, đẩy lên trên. Rồi lại đẩy xuống dưới, đẩy sang phải, rồi lại đẩy sang trái. Và đẩy sang trái, rồi lại đẩy sang phải. Và tất nhiên thì khi ra góc của biểu tượng thì em yên tâm một điều rằng nó sẽ ám sáng.
thay đổi tích kích thước 2 tỷ đấy đúng không ạ? Nhìn đâu ạ? Cái này có cần phải giữ ship không em? Cái này hình như không phải giữ ship em ạ. Cứ kéo nó sẽ đồng dạng như thế thôi. Thế ra góc mà thay đổi được 2 thì được chưa? Rồi, thuộc tính thứ hai đối với cái cụm phím V này nó rất là hay cho một đối tượng là khi bạn tích đúc vào nó thì bạn sẽ thấy là ở đây tôi sẽ có gì? À, nó có xoay góc. Nhìn đúng không ạ? Ok, nó có xô lệch hình đúng không ạ? Nhìn xô lệch hình nhá. Rồi ok, xô lệch lên trên, xô lệch xuống dưới, xô lệch sang phải, xô lệch sang trái. Hiểu cái này chưa? Có nghĩa là trong cụm phím V nó cực kỳ nhiều tính năng. Tích đúc phát là có ngay đúng không ạ? Và tất nhiên chúng ta sẽ thoát lại. Ok, hiểu cái việc mà chúng ta tích đúc vậy chưa? Vậy tôi hỏi bạn nha, nếu tôi ấn vào đây, nhìn này, tôi muốn copy nó thì tôi sẽ kéo từ dưới lên trên, là tôi đang giữ chuột đúng không ạ? Tôi đang giữ chuột trái đúng không ạ? Nếu bây giờ tôi nháy chuột phải một cái thì nó có xuất hiện dấu cộng không ạ? Nhìn xuất hiện dấu cộng chưa? Vậy thì có nghĩa là tôi vừa kéo lên trên và tôi vừa copy một đối tượng mới thì có phải nó sẽ nhanh hơn không ạ? Nhìn chưa? Ok, nhìn này, cách copy nhá, cầm đối tượng này, di đối tượng sang trái, giữ nguyên chuột, chuột phải một cái xuất hiện dấu cộng, có nghĩa là đã copy đúng không ạ? Nhưng tôi muốn tận dụng trong phần thiết kế thì có phải tôi kéo từ trái này, nhìn này, từ phải này kéo sang trái 1/3 này, được chưa? Đang kéo nhỉ không ạ? Chuột phải luôn, xuất hiện dấu cộng chưa? Thì có phải là copy không? Và bây giờ chúng ta chỉ việc làm sao cho màu thôi ạ. Hiểu cách copy chưa? Vậy thì trong quy trình khi copy bạn nên sử dụng cho tôi kết hợp giữa hai cái giá trị, là có nghĩa là thu nhỏ và chuột phải luôn, thì chúng ta sẽ có được cái biểu tượng đó là copy là một đối tượng mới. Rồi, xong rồi đấy chưa? Học về cách copy đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ học về cái cách tiếp theo, đó là gì? Cách cho lên trên và xuống dưới đối tượng. Em thấy không? Sau một thời gian mình học Photoshop, mình Illustrator, mình chỉ tổng kết lại thứ đơn giản. Có biết copy không? Có biết đổ màu không? Đúng không ạ? Có biết thay đổi kích thước không? Là làm ra sản phẩm. Tí nữa chúng ta sẽ học về luôn cả ảnh cho chui vào nữa là xong rồi đấy nhá. Đúng không ạ? Muốn học nhanh dễ mà. Tôi có thể học một tí được xong vẫn làm được. Một ngày cũng làm. Học quen học một ngày làm được thiết kế. Nào xong chưa? Rồi tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ là ba biểu tượng như sau. Tôi vẽ một cái hình vuông, đầu tiên tôi chọn mượn cái F6 tôi vẽ ở đây. Tôi chọn một cái màu vàng. Tôi vẽ cái thứ hai, tôi sẽ chọn màu đỏ. Ok, tôi vẽ một cái thứ ba, tôi sẽ chọn màu xanh. Nhìn không ạ? Ở đây tôi có ba đối tượng. Tôi sẽ chọn đối tượng này xuống dưới một đối tượng thì người ta sẽ dùng lệnh là Control Page Down. Ở đây trên cái màn hình của chúng ta nó có chữ Page Down và Page Up. Up là lên trên, Down là xuống dưới. Đây Down này, ok, xuống dưới một layer. Nhìn đúng không ạ? Xuống dưới một đối tượng chưa? Page Down xuống dưới, Up lên trên. Thì chúng ta giữ phím Control, dùng Page Down là xuống dưới một đối tượng, Page Up là lên trên một đối tượng. Ok, các bạn ghi giúp tôi cái. Xong chưa? Page Up chưa? Bây giờ có nhiều người bảo em có 1.000 đối tượng thì tính sao bây giờ? Vậy thì người ta mới sinh ra một cái lệnh như sau là cách cho lên trên và xuống dưới tất cả các đối tượng thì người ta dùng công cụ đó là Shift Page Down là xuống dưới tất cả. Nhìn không ạ? Shift Page Up là lên trên tất cả. Xong rồi. Ok, hiểu đấy, copy chưa? Rồi nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào một cái thực tế rất là đơn giản, và trong quy trình thực tế này thì tôi cũng dạy luôn các bạn về cái cách thức để vẽ là một đối tượng như sau. Nào các bạn nhìn nhá. Nào trước khi vào đấy thì tôi sẽ dạy cho bạn về cái chiêu thức copy màu. Các bạn ghi đi, cách copy màu như sau. Đã giờ học cách copy chưa? Ấn thử xem nhé. Nhìn này, chúng ta sẽ vẽ một biểu tượng. Chúng ta đổ một cái màu. Đây tôi vẽ hai cái hình, được chưa? Một cái tôi để màu xanh, được chưa? Thì cái thứ hai tôi sẽ làm cái gì mà để được đổ màu xanh bây giờ? Đây ạ. À,
Ok, tôi sẽ bỏ hai cái hình này, tôi vẽ này. Tôi vẽ cái hình thứ hai, cái hình thứ nhất tôi đổ màu xanh, cái hình thứ hai tôi sẽ ấn vào. Nhìn đúng không ạ? Em có thấy là tự nhiên nó nhắc lại hình định mình vừa làm đúng không ạ? Ok, bây giờ các bạn nhìn nha, để muốn đổ một cái màu nào đó theo đúng trình tự mà màu mình đang dùng thì bạn nhìn này, ví dụ có những trường hợp ấn F11 nhá, các bạn nhìn này, muốn đổ màu giống hệt như cái đối tượng đầu tiên mình đổ thì bước 1 bạn chọn vào cái màu đó, nhìn nhá, chọn vào màu đó. Bước 2 bạn sẽ ấn vào F11 để bạn chọn một cái màu nó hơi pha một tí, ví dụ chọn màu tím này, nhìn không ạ? Mà thông số rõ ràng là tôi còn chưa kịp nhớ nhá, xanh là bao nhiêu, đỏ bao nhiêu, vàng bao nhiêu, đen bao nhiêu, ok được chưa? Thế lúc này sau khi tôi đổ xong có màu tím bên này rồi thì bên này bạn chỉ cần dùng lệnh đó là Ctrl R thôi. Thì Ctrl R chính là nhắc lại cái lệnh mà em vừa dùng. Nhưng cái này chỉ là một lệnh thôi nha, bởi vì tôi đang dùng trước là đổ màu rồi thì lệnh thứ hai tôi mới dùng đổ màu được. Chứ không phải là tự nhiên bảo em dùng pen các kiểu rồi em bảo quay lại Ctrl R thì không có ra được nhá. Hiểu cái này chưa? Ok, Ctrl R. Đấy, em nhìn thấy chọn màu chuẩn chưa? Hai màu giống hệt nhau chưa? Rồi nhá. Cách copy màu thứ hai nữa đó là gì? Khi chúng ta chọn một cái màu, tôi muốn copy cái màu xanh này sang bên này thì làm cách nào? Thì các bạn ghi đi, cách copy từ một màu này sang màu kia chúng ta làm như sau. Bạn sẽ chọn vào biểu tượng của cái màu mà các bạn cần copy, bạn sẽ ấn vào Ctrl Shift, ấn vào Ctrl Shift nhá, ấn vào Ctrl Shift, ấn vào Ctrl Shift, chuột phải không phải chuột trái nhá, chuột phải này, chuột bên phải này, cầm này kéo sang, nhìn thấy không, cầm này kéo sang, và sau khi kéo sang một cái nơi mà mình muốn copy màu mình thả tay ra thì tự nhiên chúng ta copy được cái màu đó. Làm lại nhá, Ctrl Z lại. Muốn copy từ một màu này sang màu kia thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Shift trên đối tượng màu đó. Sau đó bạn sẽ kéo, bạn thả sang bên tay phải của các bạn là cái hình mà bạn muốn copy màu từ bên này sang này. Bạn buông tay ra thì tự khắc chúng ta sẽ copy màu. Hiểu phần này chưa đã? Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thiết kế này. Hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức như sau, đó là công cụ về hình vuông. Và hình vuông được ký hiệu là chữ F6. Ghê, các bạn ghi đi, hình vuông được ký hiệu là chữ F6. Ở trên đây nó sẽ có một vài cái thuộc tính như sau, là bạn vẽ cái hình vuông ra, bạn nhìn đây nhá, bạn tích vào đây. Nào, gõ vào đây một cái. Được cái này chưa? Và sau khi gõ xong thì các bạn nhớ một điều rằng chúng ta phải đánh kích thước cho đối tượng là cái chắc chắn. Nên các bạn ghi nè, sau khi vẽ xong chúng ta phải gõ phím cách để trở về phím gì, mũi tên. Phím cách này là phím này, trở về công cụ và trở về phím V một cách rất là đơn giản, nhanh không ạ? Phím cách, được chưa? Ok. Và sau khi trở về xong thì các bạn có thấy rằng chúng ta sẽ đánh kích thước cho nó. Ví dụ một chiều này, một chiều ngang này, em nhìn này chưa? Tôi sẽ gõ một giá trị như sau. Đó là một chiều là 9. Ok, tiếp theo tôi gõ vào đây một chiều là 5. Chiều dài, chiều rộng nó có sẵn rồi. Và sau khi làm xong ấn Enter thì yên tâm một điều rằng cái này rất chính xác. Nhìn đây, kích thước chưa? Rồi nhá. Sau khi đã có kích thước xong, bạn nhớ này, thì trong quy trình khi đánh kích thước thì bạn nên mở khóa ra. Bởi vì nếu mà bạn không mở khóa ra thì bạn thay đổi một chiều này thì chiều kia cũng thay đổi theo. Được chưa? Nhìn này, đóng khóa lại nhá, tôi gõ đây 13 này, nhìn chưa, Enter này, thì cái chiều này có thay đổi theo không ạ? Hiểu này chưa? Nên để muốn đánh kích thước một cách chuẩn xác thì bạn nên mở khóa ra để chúng ta thay đổi từng chiều, được không ạ? Rồi, xong chưa? Nào bắt đầu làm nhá. Nhìn này, để muốn cho nó một cái màu thì tôi sẽ chọn một cái màu như sau. Tôi sẽ chọn màu tím, nhìn thấy màu tím nhỉ? Đây tôi đổ luôn màu tím được chưa? Cái màu tím này tôi bảo là phải pha thêm một ít xanh, tôi giữ Ctrl, tôi tích vào màu xanh. Thì bạn nhớ lại cái lệnh vừa tôi vừa làm chưa? Tích hai cái này cộng thêm màu xanh vào. Thứ ba, tôi thấy rằng là cái hình ảnh thiết kế này của tôi tự nhiên lại có cái viền, tôi không muốn nó viền, thì tôi phải chuột phải vào biểu tượng ô gạch chéo trong bảng màu.
đấy là những cái lệnh mà mình đang học nhá. Rồi tiếp theo thì này, để muốn thiết kế các bạn đã tạo ra kích thước rồi, bạn chọn màu rồi, được không ạ? Bây giờ có phải là chúng ta tạo bố cục không ạ? Được chưa? Ok, vậy chúng ta tạo bố cục bằng thế nào? Thì bạn nhìn này, tôi chọn vào nó, tôi cầm đối tượng này, kéo từ trái qua phải và chuột phải nhé, kéo từ trái qua phải, đang kéo như này nhá, chuột phải thì có phải tự sinh ra một cái hình mới không ạ? Sinh ra cái hình mới này, và hình mới này tôi sẽ đổ một cái màu cho bạn xem, đó là màu trắng. Nhìn màu trắng chưa? Đấy nhá, làm lại nào, nhìn chuột phải này, kéo từ trái qua phải và chuột phải luôn, đổ màu luôn, thế có phải là màu trắng không? Rồi sau khi đã màu trắng xong, tôi sẽ chọn đối tượng tiếp theo, tôi lại kéo sang phải một tí nữa, lại chuột phải thì có phải là sinh ra cái mới không ạ? Nhưng các bạn nhớ bây giờ rằng tất cả những đối tượng vừa rồi tôi vừa copy xong thường thường nằm ở phía trên. Tôi cho bạn xem này, kéo này, em có nhìn thấy phía trên nhé. Mà bây giờ chúng cho xuống dưới một đối tượng thì có phải dùng Ctrl paste down à? Ok, lại cầm đối tượng này, cái này hơi khó chịu, đến là nó lại không phân tầng rõ ràng rồi. Lại chuột phải này thì lại lên trên cùng, chọn màu đậm hơn, cho xuống dưới một đối tượng bằng Ctrl paste down. Các bạn có nhìn thấy tôi chuyển độ không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, được chưa? Rồi, thì cái này nó có giống Inus không? Có opacity. Opacity nó nằm ở chỗ khác. Hôm nay không thể học opacity được, học opacity chết ngay. Nhá. Rồi. À, cái ghi, màu ghi này bảo, ui cái màu ghi này nó phải hơi thiên về tím nó mới đẹp chứ, giữ Ctrl tích vào màu tím cho tôi 2-3 cái có sắc tím ngay. Thấy chưa? Nó sướng ở chỗ là nó pha được cái màu mà bạn mong muốn. Ok, tiếp theo màu này cộng thêm tí tím vào. Ok, cái này cộng nhiều tím cho nó đẹp hơn. Đấy, em thấy chưa? Chọn màu cực kỳ kinh. Rồi, bây giờ các bạn có công nhận với tôi là bên này chúng ta chỉ cần là kéo từ trái qua phải và chuột phải như này thì có phải là tạo ra một cái hình mới không ạ? Chính xác chưa? Rồi, ok. Cầm đây một tí. Đấy, em nhìn đây, cái trong phần current này rất là khó chịu chỗ là nếu em nhìn một khoảng cách em kéo như này không bao giờ nó theo ý đồ của em được. Mà muốn kéo một cách chính xác này thì phải dùng công cụ đó là F2, phóng to tạm thời, phóng to lên nhảy thì lúc này em mới được quyền em kéo rất là chuẩn xác. Không phóng to, tôi đố bạn có thể kéo được đúng vị trí nào, nó phải phóng to lên thì mới kéo được từng tí một như vậy nhá. Và sau khi làm xong thì em lại phải thu nhỏ bằng F3, F4, được chưa? Xong phần này chưa đã? Vậy thì chúng ta có khung hình rồi thì chúng ta có thể cho ảnh vào được không ạ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ ghi đó là cách đưa ảnh vào trong Corel. Học một ngày xong một chương trình. Chơi không? Học một ngày đấy. Xong luôn. Cái này học 4 buổi. Buổi sau tôi sẽ dạy cho bạn Gradient, tôi dạy về Tech. InDesign 5. Nhá. Được chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào Ctrl E, à Ctrl E. Ctrl E chính là cách đưa đối tượng vào trong CorelDRAW. Em biết không, nhiều cái mà tôi thiết kế một cái backdrop cho sân khấu ấy, tôi chỉ cần vẽ một cái hình, tôi tạo một cái bố cục đường cong, nhét cái ảnh và cho một cái text vào, xong, backdrop xong. Không cần quá cầu kỳ đâu ạ, nhưng mà cái chương trình này nó lại chịu được. Ví dụ backdrop là rơi tầm 5m mà em làm trên AI thì chắc chắn sẽ cực kỳ mệt mỏi. Đó, nên là chắc chắn cái này bạn phải biết. Nào, Ctrl E. Với cái Ctrl E này thì các bạn có thể được quyền lựa chọn, ví dụ tôi chọn một cái hình ảnh, nhìn chọn hình ảnh chưa? Và bạn ấn vào import chính là cách đưa một cái ảnh ra. Rồi. À, vậy thì sau khi ấn vào Ctrl E thì tự khắc nó sẽ sinh ra cái này, em nhìn chưa? Thì cái này nó cũng rất hay, giống như Inus thôi, bạn sẽ cầm bạn kéo nhẹ thì nó sẽ đúng to đúng bằng hình đấy. Được chưa? Rồi ok, ấn vào F3 thu nhỏ. Tôi sẽ phóng to cái này chiều cao lên một tí để làm sao. Thì trong cái trường hợp này nó rất đặc biệt là để muốn cho cái ảnh này chui vào đây đấy thì không phải là chúng ta cũng phải cho xuống dưới đâu. Nhá. Nào các bạn ghi đi, cách đưa ảnh vào trong hình. Em muốn đưa vào hình tròn, em muốn đưa vào hình gì cũng được. Chuột phải chọn vào Power Clip Inside. Nhìn chưa?
chọn vào Power Clip. Như thế mà. Rồi ok, chọn vào đây cho tôi cái cho nó dễ. Nào, ấn vào đây. Và sau khi ấn xong thì các bạn sẽ thấy một cái điều xuất hiện, đó là một cái mũi tên. Có nghĩa là cái mũi tên này bạn thích chỉ nó vào, chui vào đâu thì nó tự chui vào đấy cho bạn. Thằng ấy lại được cái sướng ngay chỗ này. Em thích nó chui vào đâu thì em chỉ vào đấy. Thì trong trường hợp này tôi thích thì chui vào màu vàng thì chỉ vào màu vàng. Nhìn không ạ? Và các bạn có thấy rằng là khi mà chui vào đây thì em có thấy có chính xác không? Hình có chính xác không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ ghi một cách là sau khi ảnh chui vào rồi, chúng ta muốn chỉnh sửa cái ảnh đó theo đúng cái mà hình của em, thì em sẽ làm như sau. Các bạn đi tách điều chỉnh hình ảnh sau khi đã chui vào. Nào, lúc này chúng ta giữ phím Ctrl nhá, nhìn này, để muốn chỉnh thì giữ phím Ctrl tích vào đây, tích thẳng vào cái khung hình đấy thì tự khắc nó chui bên trong. Ok, nhìn nha. Để muốn điều chỉnh hình ảnh chui vào, chúng ta giữ phím Ctrl và tích thẳng vào cái khung hình mà ảnh đã chui vào đó. Giữ Ctrl, tích thẳng vào khung hình đó. Nhìn nha. Và sau khi tích khung hình thì các bạn có thấy bị lệch không ạ? Thì bạn cầm cái ảnh này, bạn kéo vị trí này cho tôi cái. Được chưa? Và sau khi đã được kéo được vị trí rồi thì ngon rồi, thì bạn muốn thoát lệch, bạn muốn thoát lệnh khỏi cái lệnh này thì giữ phím Ctrl và tích ra màn hình trắng, là gọi là thoát lệnh để chui ra ngoài. Thoát lệnh. Đấy, các bạn nhìn hình này không ạ? Xong chưa? Rồi, tiếp theo F3 thu nhỏ. Chúng ta lại copy cái này xuống dưới. Được chưa? Chúng ta dùng công cụ F2 để phóng to tạm thời. Thì các bạn có đồng ý với tôi là khi mà tôi muốn tạo ra những cái bố cục thì tôi phải làm như vậy không ạ? Nào, bây giờ tiếp theo nhá. Tôi ấn vào biểu tượng như sau, đó là Ctrl C và Ctrl V là copy đúng không ạ? Nhìn chưa? Chúng ta đẩy từ trái qua phải. Chúng ta đẩy từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Ok, tôi sẽ chọn một cái hình như này. Thế được cái hình này chưa? Rồi tôi sẽ đẩy cái này lên tầm này đúng không ạ? Có một hình rồi, tôi đặt vào giữa. Tôi muốn có được cái hình thứ hai, tôi sẽ kéo sang vị trí số 2 và tôi chuột phải luôn. Thì các bạn mới nhìn thấy cái hình số 2 đúng không ạ? Thì hình số 2 tôi sẽ kéo này. Tiếp theo, hình này tôi nhỏ lại như này. Tôi copy sang hình số 3, chuột phải, tôi sẽ cho nó ngắn như này. Đấy chưa? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy tôi có 3 cái hình. Vậy thì cái mục đích của chúng ta làm thế nào để cho được 3 cái ảnh này, cho cái ảnh chui vào 3 cái hình này, thì các bạn ghi cách làm cho ảnh chui vào 3 hình rời nhau. Đầu tiên làm một hình đúng không? Bây giờ làm nhiều hình. Nào các bạn xong chưa? Nào, lúc này chúng ta sẽ có một cái thuộc tính như sau, là chúng ta muốn gắn tất cả ba cái đối tượng này trở thành một. Thì tôi chọn đối tượng 1, tôi giữ shift, tôi chọn đối tượng 2, tôi giữ shift, chọn đối tượng 3. Bạn nhìn thấy có ba cái này chưa? Chọn được ba rồi đúng không ạ? Bây giờ muốn gắn trở thành một thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng đó là hợp không ạ? Cắt dao đấy ạ. Hợp thành một cho tôi. Ấn để hợp thành một. Và sau khi hợp thành một rồi xong thì bây giờ chúng ta lại chọn vào File, chúng ta lại chọn vào Ctrl Y và chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh khác. Nhớ nha, nó có rất nhiều hình ảnh chúng ta có thể chọn. Ok, tôi sẽ chọn một cô gái nha. Ok, import. Và chúng ta vẽ được nhảy ra mà. Nhìn này chưa? Rồi, cách để cho ảnh chui vào thì có phải chuột phải chọn vào Power Clip như này không ạ? Lại ấn vào đây và chỉ thẳng vào đây. Em thấy chui vào chưa? Nhưng chui vào chưa chính xác thì giữ phím Ctrl, tích thẳng vào bên trong, dịch chuyển. Chuẩn này chưa? Rồi, giữ Ctrl, tích ra ngoài.
Thế bạn có thấy tôi được cái khung hình này không ạ? Hiểu phần này chưa đã? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm lại những cái thuộc tính mà chúng ta làm nhá. Để muốn copy này, giữ phím kéo sang bên tay phải, nhưng mà giữ bên này mà em không giữ phím shift thì nó sẽ không thẳng hàng được. Nhìn này, ấn shift thẳng hàng chưa? Chuột thoại có được hình mới chưa? Rồi nào nhìn nhá, có phải khi mà copy lần trước chúng ta học input thì chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl V không ạ? Là copy đúng không ạ? Tôi sẽ đẩy từ dưới lên trên với một tỷ lệ màu trắng. Màu trắng này được chưa? Muốn pha thêm tím không? Giữ Ctrl, click vào màu tím. Thì em tím chưa? Rồi, tiếp theo chọn đối tượng này, kéo đối tượng xuống dưới một tí nữa. Chuột phải. Thì tất cả những cái đối tượng current mà cứ copy này nó thường thường lên phía trên. Em lại phải cho nó xuống dưới một đối tượng bằng Ctrl paste down. Và lại cộng thêm tím, giữ Ctrl. Các bạn có nhìn thấy tôi cộng tím chưa? Nó rất là dễ dàng. Là kéo xuống dưới một tí nữa, chúng ta sẽ đây chuột phải và lại cộng cho xuống dưới một đối tượng, lại cộng thêm tím. Em thấy chưa, làm rất là chuẩn chỉnh. Tôi đã có được đối tượng số 2 là cái này. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm cái đối tượng này, tôi sẽ kéo xuống phần phía dưới một tí nữa, tôi chuột phải, được chưa? Thì cũng tương tự như thế, tôi ấn vào đối tượng này, tôi kéo từ trái qua phải và tôi ấn chuột phải luôn. Thì có phải tạo ra cái hình mới không ạ? Nào, chọn màu trắng. Muốn pha thêm tím, giữ Ctrl cộng màu tím. Rồi, tiếp theo kéo sang phải một tí nữa, chuột phải, lại cộng thêm tím nữa. Nhưng hình này đang nằm ở phía trên, nên chính vậy chúng ta sẽ dùng lệnh là Ctrl paste down xuống dưới một đối tượng. Có nhìn thấy không ạ? Rồi, cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn vào biểu tượng hình, tôi lại kéo sang phải một tí nữa, chuột phải, tôi lại cộng thêm hình, giữ Ctrl paste down. Em có nhìn thấy hình này không ạ? Cái này làm nó rất là nhanh, ở chỗ là copy cho hình chui ảnh vào là xong, được không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ ngồi và làm cho tôi thực hành cái này trước nhá. Ở đây nó có mấy cái lệnh mà các bạn cần tiêu chí như sau. Tạm dừng. Này các bạn nhìn này, từ đầu thì chúng ta đã học được cái gì ạ? Thứ nhất là chúng ta học về tạo ra khổ giấy, đúng không? Phần thứ hai chúng ta phải lưu ý là ở trong cái bài hôm nay thì chúng ta chỉ cần học về cái thứ nhất là F2 là phóng to với tạm thời, F3 là thu nhỏ, F4 là sẽ nhìn thấy cái hình mình trong cái đối tượng nhá. Thì hôm nay có chia sẻ cho các bạn về cái cách đổ màu, thì các bạn về lưu ý này. Thứ nhất, vẽ một cái hình, nhìn đúng không ạ? Nắm bắt đầu tiên là chúng ta phải nắm bắt được về mặt kích thước. Chúng ta đánh kích thước cho tôi. Đây kích thước này, nhìn chưa? Và trong đánh kích thước này nó chỉ có một cái lưu ý là nên mở khóa ra. Khi em mở khóa được rồi thì em mới đánh được từng chiều được, còn nếu không thì em sẽ không đánh được. Đấy nguyên tắc nhé. Ví dụ sau khi đánh xong đúng kích thước rồi thì chúng ta sẽ chọn những cái màu. Thì trong phần màu này tôi đã dạy cho các bạn về cái cách thức là đổ màu này. Đổ màu cho nét này, chuột phải này, được chưa? Để muốn làm mất màu nét thì phải chuột phải vào biểu tượng gạch chéo. Để muốn làm mất màu đối tượng thì ấn vào chuột trái vào biểu tượng gạch chéo. Thế rồi, trong phần màu chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức là chúng ta tích vào cái ô màu đó và giữ nguyên một lúc thì chúng ta sẽ ra được cái bảng màu cho chúng ta lựa chọn. Đó, có thể chọn được, được chưa? Chúng ta có thể chọn màu và cộng màu bằng giữ Ctrl và tích vào đây. Như thế nào ạ? Được chưa? Chúng ta muốn copy một cái màu nào đó từ vị trí này sang vị trí khác thì chúng ta giữ phím Ctrl Shift. Ctrl Shift. Và chuột phải vào cái màu đó và kéo sang vị trí mình cần có và buông tay ra thì cái màu chúng ta sẽ đổi được. Như thế nào ạ? Rồi. Tiếp theo, trong quá trình hôm nay thì cũng chỉ học thêm một cái giá trị nữa là khi bạn vẽ ra thì bạn sẽ ấn vào biểu tượng làm sao để copy và cho lên trên xuống dưới. Thì tôi sẽ chơi trò là tôi sẽ kéo từ trái qua phải và chuột phải vào biểu tượng và tôi sẽ có được cái màu, cái hình mới của tôi. Và cái hình mới này thì bạn nên chọn cho nó một cái màu chẳng hạn như này. Sau trong quá trình khi thiết kế thì bạn nên quét qua toàn bộ đối tượng và chuột phải vào biểu tượng gạch chéo này thì làm mất nét đối tượng. Và chúng ta lại tiếp tục ấn vào lệnh như sau. Đó là kéo sang phải một tí, chuột phải. Chúng ta có một cái màu, nhưng cái hình này ở phía trên tôi sẽ cộng xanh bằng giữ Ctrl
tích vào ô màu với nhiều lần nó sẽ cộng thêm màu cho chúng ta. Sau khi cộng màu xong, bạn phải cho cái đối tượng ở xuống dưới bằng lệnh là Ctrl Paste Down, bạn sẽ có được cái hình đầu tiên là cái này. Ok, cũng tương tự như vậy, bạn chọn đối tượng này, bạn đẩy sang phải một lần nữa, bạn chuột phải và nữa thì tôi có được cái hình số 2. Và tôi sẽ xuống Ctrl Paste Down xuống dưới và lại cộng thêm màu. Và các bạn thấy là tôi cộng màu tôi đã có giá trị rồi. Đó. Thế là cái bài hôm nay nó chỉ có nhận được những cái này là chính nhá. Đó. Và tiếp theo nữa là bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị nữa, là bạn sẽ chọn vào File, Ctrl Y. Ctrl Y chính là cái cách đưa một cái ảnh vào trong cái file thiết kế của các bạn. Thì các bạn thấy ở đây. Để tôi sẽ vẽ cho bạn xem. Nào, bây giờ làm nào để cho cái ảnh chui vào thì chúng ta chỉ cần chuột phải, chọn vào Power Clip, chọn vào đây. Chọn vào đây một cái thì nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng cái mũi tên, bạn chỉ vào đâu sẽ chui vào đấy. Nhưng trong quá trình khi chui thì cái hình của chúng ta sẽ không chính xác. Nên chúng ta giữ phím Ctrl và chúng ta tích thẳng vào cái ảnh đó thì chúng ta phải dịch chuyển vị trí đó. Và sau khi dịch chuyển xong thì bạn thấy ưng ý rồi thì bạn giữ Ctrl quét lại đây một tí là tôi đã có được cái hình ảnh mà tôi thiết kế rồi. Hiểu phần này chưa đã? Rồi. Bây giờ tôi lại tiếp tục tôi, giá trị thứ hai là tôi làm xong cái hình thứ hai tôi lại cầm cái tượng đó tôi kéo xuống phía dưới và tôi chuột phải nó tôi có được hình tiếp theo. Nào. Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức là cách biến đổi hình. Các bạn đi cách biến đổi hình như sau. Bình tĩnh. Đây con nào. Các bạn nhìn này. À, một cái hình F6 khi vẽ ra các bạn giữ shift nhá, giữ shift thì nó là bình thường nhưng mà giữ Ctrl thì nó trở thành hình vuông. Giữ Ctrl là trở thành hình vuông. À, với cái Ctrl này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi sẽ có những cái vo góc cho các bạn. Đây là vo góc này. Đây là các độ vo góc của nó này. Các bạn nhìn hình này bốn góc rồi, nó tương ứng với bốn góc của đối tượng này. Thì tôi gõ vào đây là 30 cho bạn xem nhé. Ví dụ 30 như này. Ok, tôi sẽ tích vào đây một cái, tôi sẽ gõ 30. Thì bạn có thấy là nó sẽ rất là lớn đúng không ạ? Tôi sẽ gõ vào số 3 thôi, ok. Ở chỗ này tôi sẽ gõ vào số 3. 3 vẫn hơi to. Làm nào bây giờ? Thấp xuống đi. 2.1, ok, nhìn như chưa? 1 thôi. Ctrl C, copy vào đây một tí, Ctrl V. Bạn có thấy hai vị trí này tự vuông góc chỗ này không ạ? Có nhìn lên vo góc này chưa? Đây là vo từng góc khi bạn mở khóa này. Còn nếu mà bạn đóng khóa này lại cho tôi, bạn gõ về đây là không thì yên tâm điều rồi, tất cả cái này đều là không hết. Hiểu cái này chưa? Để muốn tạo ra độ vo góc cho đối tượng, người ta có thể phương pháp một là sẽ đánh vào độ vo góc của đối tượng đó. Đây ví dụ bạn gõ về đây là một thì tất cả như này nó sẽ trở thành một nhí ạ. Ok. Mở khóa ra chúng ta sẽ tăng giá trị này lên. Ví dụ tăng này 1, 2, 3, 4. Thì cái này tôi cũng có 1, 2, 3, 4. Nhìn đúng không ạ? Bạn nhìn vào góc chưa? Còn một cách khác vào góc đơn giản hơn là chúng ta sẽ ấn vào F10. Các bạn ghi đi. Cách điều chỉnh hình chúng ta có thể dùng F10. Chúng ta ấn F10 để điều chỉnh được cái góc của đối tượng. Đây, các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? F10. Với cái F10 này chúng ta sẽ làm được cái gì? Tôi tích vào đây một cái thì bạn có nhìn thấy cái biểu tượng nó tự tạo ra các đầu điểm chốt không ạ? Nó giống như công cụ phím ma của chúng ta đấy. Thì bạn cầm cái điểm này bạn kéo phát tự khắc là vo tròn cho bạn. Nhìn vo tròn chưa? Cầm phím ma kéo xuống, ok. Kéo như này. Nhìn nhá. Nhưng cái này nó chỉ mặc định theo máy thôi, có nghĩa là mặc định cái hình này vẫn chỉ là hình vuông thôi nên nó chỉ được quyền vo góc 4 cái này thôi. Nó không phải phím ma, bạn kết toàn một điểm bạn kéo ra ngoài được đâu nhá. Nhớ chưa? Bởi vì bản chất của hình vuông chúng ta vẫn còn nên chúng ta không thể thay đổi được cái định dạng của nó, mà chúng ta chỉ dùng F10 để co kéo nhảy để vo góc như này thôi. Và trong quy trình khi vo góc mà bạn muốn vo một góc thì bạn phải mở khóa này và thay đổi. Ví dụ chiều này tôi gõ về không, ok, chiều này tôi gõ về không thì các bạn có thấy là nó sẽ được hai góc này không ạ? Hiểu cái này chưa? Có cái là vo 4 cái một lúc thì dùng F10, còn có cái chỉ vo 1-2 góc thì bạn sẽ dùng cái biểu tượng trên thực tính chỗ thôi. Hiểu cái này chưa? Ok, trong quy trình khi vo đấy người ta có vo theo hình tròn, vo theo dạng như này và vo theo dạng như này. Đây là các định dạng của việc vo góc đó. Nhớ chưa? Rồi ok. Vậy bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cách nào. Vậy thì thầy em muốn là vẽ một cái hình nó tự do được không ạ?
thì người ta sẽ có một cái lệnh là cách phá vỡ định dạng. Các bạn ghi đi, cách phá vỡ định dạng của một hình cơ bản. Đoạn này mới chính xác là công cụ phí ma này. Để muốn phá vỡ định dạng của một hình cơ bản, chúng ta bước 1 chọn vào hình. Bước 1 chúng ta chọn vào hình. Bước 1 chúng ta chọn vào hình. Đây ạ, tôi xóa cái này đi nhá. Bạn có thể ấn vào nút đen, ấn xóa đi, được chưa? Tôi sẽ gõ vào cái hình này. Đây ạ, tôi sẽ đổ một cái màu xanh này, đúng không ạ? Muốn phá vỡ định thì bước 1 chọn vào hình, bước 2 tích vào biểu tượng Ctrl Q. Bước 2 tích vào Ctrl Q. Ctrl Q. Đây ạ, convert đấy, convert cái hình này trở thành đối tượng thường này. Rồi ấn vào đây một cái thì sao ạ? Thì lúc này chúng ta trở thành đối tượng thường rồi thì bạn sẽ kết hợp với công cụ F10. Rồi, sau khi Ctrl Q xong, biến nó trở thành đối tượng thường xong thì bạn sẽ dùng công cụ F10. Đấy, F10 đây ạ. Đúng chưa? Thì công cụ F10 lúc này nó trở thành giống như một công cụ phím A cho các bạn. Bạn tích vào đây, bạn nhìn này. Tôi tích vào đây một điểm, tôi dịch chuyển được một điểm không ạ? Tôi tích vào đây, tôi dịch chuyển 2 điểm không ạ? Nhưng cái này nó rất là thích ở chỗ này. Nó khác với Inut là em quét qua đây thoải mái đi, nó chỉ chọn được 2 điểm này thôi. Đúng không? Nó không bị dính vào cái này, đúng không? Bởi vì là cái thằng Corel là cứ phải quét qua toàn bộ nó thì mình chọn được nó. Được chưa? Là quét qua 2 điểm dịch chuyển được 2 điểm. Quét qua 1 điểm dịch chuyển được 1 điểm. À, quét qua 2 điểm rồi giữ shift. Giữ shift tích vào đây 1 điểm nữa thì lại chọn được 3 điểm. Hiểu cái này chưa? Vậy thì với cái cách này thì chúng ta sẽ tha hồ chúng ta làm thôi. Ví dụ nhìn này. À, chúng ta kéo từ trái có phải đồng ý việc như thế này không ạ? Chuột phải này. Sau khi chuột phải xong tôi sẽ chọn một cái màu đó màu xanh này, đúng không? Thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi ấn vào Ctrl Q này không ạ? Ctrl Q thì có phải biến hình đối tượng thường chưa? Tôi sẽ cần chọn vào F10. Tôi tích vào đây điểm, tôi cầm đây, tôi kéo xuống này. Ok, tôi cầm điểm này, tôi sẽ kéo cái này. Được chưa? Xong cái hình này chưa ạ? Rồi, điểm thứ hai tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi đẩy vào trong một tí nữa, tôi chuột phải. Tôi sẽ cộng thêm một màu sáng hơn. Em có nhìn thấy màu sáng hơn tôi chưa? Ok, tôi lại chọn vào đối tượng này, tôi kéo vào sang trái một tí nữa, như này đúng không ạ? Tôi lại chuột phải, tôi lại chọn màu. Nhìn không ạ? Có thích nhanh không ạ? Và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì chúng ta sẽ đưa ảnh vào bên trong bằng công cụ là File, chọn vào Ctrl Y, rồi lại chọn vào cái hình biểu tượng như cô gái vừa rồi đó. Thì các bạn sẽ thấy là tôi đã làm xong. Nào, kéo cái hình đó to đúng bằng chiều cao. Rồi, F3 là thu nhỏ, F4 là màn hình. Chúng ta sẽ cho cái ảnh cô gái này chui vào đây bằng lệnh như sau là chuột phải, chọn vào Power Clip, tích thẳng vào đây, có được hình. Cái hình này không chính xác thì phải giữ Ctrl, tích thẳng bên trong, dịch chuyển cái hình này sang bên tay trái. Nhìn chưa? Và sau khi dịch chuyển hình xong thì thoát lệnh một ấn vào đây. Bạn đã có được một cái hình ảnh thiết kế theo hình vát treo. Có đúng không ạ? Vậy thì cái Ctrl Q nó rất quan trọng, là nó phá vỡ được định dạng của đối tượng đó thì mới làm được. Ok, hiểu cái này chưa đã? Buổi sau này chúng ta sẽ ôn tập. Ôn tập luôn. Có nghĩa là tôi sẽ vẽ ra cho bạn và bạn sẽ ngồi bạn vẽ lại, để chúng ta qua được những cái công cụ của Corel. Buổi sau sẽ là cắt dao, là công cụ pen, là công cụ thêm điểm với Ctrl Q nhá. Ok. Vậy thì cái bài hôm nay nó rất là đơn giản, chỉ là copy, đổ màu, đúng không ạ? Rồi dịch chuyển đối tượng như nào đó và cho ảnh chui vào thôi, đúng không? Còn nhiều người bảo là em muốn đánh text thì ok, vậy thì chọn thẳng vào text là đánh này, đúng không ạ? Ngày mùa, đúng không? Rồi ok, chúng ta sẽ chọn màu trắng được không ạ? Đấy, nó làm rất là dễ dàng, hiểu chưa? Đến text của cái này cũng rất hay. Rồi, mọi người còn có ý kiến gì về cái hình này không ạ? Ngồi luyện tí nha, ngồi luyện đi. Tôi vừa tổng kết cho mọi người rồi đấy, bây giờ luyện tí đi.